Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn trong đêm, cột khói bốc cao hàng chục mét. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 11, người dân sinh sống ở đường Tô Ngọc Vân, phường Thạnh Xuân, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ phát hiện khói lửa bốc lên từ nhà xưởng làm gỗ trong con hẻm trên đường này. Phát hiện có cháy, người dân liền hô hoán dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó. Nhận tin báo, công an quận 12 phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ PC07, công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều hàng chục cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa. Do ngôi nhà xảy ra cháy có chứa nhiều vật dụng dễ bén lửa nên việc dập lửa của lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn. Hiện chưa rõ thiệt hại về người cũng như tài sản trong vụ cháy này. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.